Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thảm họa lũ càn quét liên tục ở Trung Quốc ảnh hưởng hàng triệu cư dân, có thể sẽ kéo dài đến hết mùa hè. Mới đây, một cán bộ thủy lợi Trung Quốc đã tiết lộ, đập Tam Hiệp đã thực hiện đợt xả lũ có lệnh tuyệt mật cho nhân viên. Hy vọng phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến con đập Tam Hiệp, vì tình hình hiện tại đang ngàn cân trên sợi tóc. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn khiến hạ lưu vẫn gặp lũ lụt. Tuy nhiên, thông tin của đập Tam Hiệp đã bất ngờ dừng lại vào tối ngày hôm qua và chỉ trở lại bình thường vào sáng ngày hôm nay. Một nhân viên kiểm soát lũ lụt tiền tuyến đã chia sẻ thông tin với các phương tiện truyền thông bên ngoài rằng đập Tam Hiệp đã thực hiện một siêu xả lũ. Theo tờ South China Morning Post cũng công bố hình ảnh cho thấy đập bắt đầu xả lũ vào cuối tháng 5, nhưng kênh chính thức của Trung Quốc cho đến ngày mùng qua mới đăng tin hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước lần đầu trong năm nay là vào cuối tháng 5, với lưu lượng là 35.000 mét khối trên giây, làm giảm bớt 30 lượng nước đổ về đập Tam Hiệp. Theo báo cáo từ cấp cao, một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của Trung Quốc gần đây đã cho biết tình hình lũ lụt sông Dương Tử là hết sức khẩn cấp, nhưng các quan chức cấp cao của chính phủ đã đưa ra một lệnh tuyệt mật được ghi nhận rằng không được đưa ra bất cứ thông tin gì về lũ lụt, tất cả các đồng chí đều phải được biết yêu cầu này. Sau này trong việc phòng chống lũ lụt, nếu phát sinh việc xử lý các tình huống nguy hiểm và phân tích tình trạng mưa lũ trong công tác kiểm soát lũ phải được xem xét và phê duyệt bởi Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, mà không được tự tiện công bố thông tin ra bên ngoài mà không được sự cho phép. Theo tờ South China Morning Post, ông Kim Minh tiết lộ rằng đập Tam Hiệp thật sự đã trải qua một đợt xả lũ và các quan chức coi như đã hy sinh tính toàn lực để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Tôi dự đoán rằng chính phủ sẽ không ngần ngại làm ngập một số thành phố và khu vực nông thôn để bảo vệ các con đập ở Vũ Hán, cùng các dự án điểm hoặc chủ chốt của thành phố lớn. Đối với việc vì sao lại đột ngột đình chỉ việc thông báo các thông tin về mực nước vào ngày mùng hôm qua, tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến việc xả lũ trong hai ngày này, bởi vì chính quyền đã đưa ra dự đoán rằng một trận lụt lớn sẽ tới Vũ Hán trong những ngày giữa tháng này. Theo thông báo của cơ quan tỉnh Giang Tô, tình hình lũ sông Dương Tử hiện tại rất nghiêm trọng, lưu lượng của sông Dương Tử vượt qua 80.000 mét khối trên giây. Kế hoạch thăm thực địa của nhân viên trong dự án đã phải lùi lại, xác thực đã lùi lại việc chuẩn bị công tác. Sở Tài nguyên nước sẽ rời lại ngày kiểm tra của tổ công tác tại hiện trường. Ông Kim lo lắng nói rằng vì trận lũ lụt nghiêm trọng của đập Tam Hiệp, các quan chức đã che giấu sự thật. Ông hy vọng rằng các phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến tình hình lũ lụt của đập Tam Hiệp. Bạn có thể nói rằng lũ lụt trong năm nay xảy ra trên sông Dương Tử là do nhân tạo. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc đã từng chỉ ra tất cả những thứ như mực nước, lưu lượng, hết thảy về đập chứa Tam Hiệp đều do bên trong hệ thống điều hành. Như việc nước đập Tam Hiệp chảy vào hồ Bà Dương đều là do nhân viên Tam Hiệp điều hành. Ông cho rằng lũ lụt nằm dưới sự kiểm soát nhân tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không chỉ đơn thuần là do thiên tai. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng cho rằng, những ai khởi xướng xây dựng đập Tam Hiệp cần phải bị lên án, bởi chính là những người gieo rắc thảm họa của ngày hôm nay. 28 tỉnh và thành phố của Trung Quốc gần đây liên tục hứng chịu mưa lớn trong thời gian dài, lũ lụt lan rộng, đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ, làm nghiêm trọng thêm thảm cảnh lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử. Mới đây, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ đăng một bài báo nói rằng đập Tam Hiệp đã làm hết sức trong trận lũ lụt này, nó cũng đã hoàn toàn bất lực. Điều này không có gì việc đưa ra phán quyết tử hình cho đập Tam Hiệp. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng, con trai của ông Hoàng Vạn Lý, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc, bày tỏ năm xưa khi khởi công xây dựng đập Tam Hiệp, nhóm người của cha ông đã biết trước sẽ có thảm họa như ngày hôm nay. Truyền thông Trung Quốc xin lỗi về đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Trang Hinunet Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt ở khu vực đập Tam Hiệp rằng đập Tam Hiệp đã cố gắng hết sức, xin vui lòng ngừng lên án nó. Mạng xã hội Trung Quốc cũng có bài xin lỗi, đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Nội dung bài về cơ bản giống nhau. Điều này chỉ ra rằng tình cảnh đập Tam Hiệp lần này quá khó khăn, bất lực. Có tới 52 con sông ở 8 tỉnh trong cảnh lũ lụt trên mức báo động. Năm nay người dân Hồ Bắc thật sự khó khăn. Kính thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết tại Trung Quốc khiến người dân lâm vào tình cảnh lâm ly bi đát, đau khổ hơn trong cuộc chiến với thảm họa thiên nhiên, họ chỉ một mình đương đầu. Mới đây hàng triệu dân Trung Quốc cầu cứu quốc tế khi lũ lụt ngày càng tồi tệ và hàng loạt đê bao tiếp tục vỡ tung, nhưng chính quyền lại lặn mất tăm, mất dạng. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, người dân ở các tỉnh ngập lụt Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quý Châu, Phúc Kiến đã nói rằng
quê nhà của họ gần 3 ngày nay đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm sau khi chính quyền xả nước lũ tại các con sông hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết, ngoài ra, việc không gia cố bờ kè và để mặc đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ để mặc nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Ngày hôm đó, hơn 200.000 người dân phải rời khỏi nhà của mình, ông Trương nói. Hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi nỗ lực giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Trương cho biết, các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và liều. Chính quyền Trung Quốc thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nếu tình hình mưa lớn kéo dài như hiện nay, phải làm sao để dân làng chúng tôi có thể vượt qua đợt lũ kinh hoàng nơi đây? Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Cũng theo đài Epoch Times, làng Hu Rong và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm vào tối ngày hôm qua sau nhiều lần vỡ đê. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này, ngập lụt ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự rất cần thực phẩm. Dân giải thích, nước lũ đã dâng cao đến tận tầng 2 của làng Di Hun. Buôn ông là cư dân sống tại làng Di Co, cách làng Di Hun khoảng 15 dặm. Ông Mai và người dân làng mình cũng đã bị mắc kẹt trong tình trạng tương tự. Ông Mai nói, ở làng tôi rất nhiều người bị mất nhà, nước lũ vẫn đang dâng cao, còn chính quyền thì đang xả lũ từ hồ nước gần đó. So với mực nước trên cánh đồng nước trên sông Chiết Giang cao hơn gần 1 mét, tạo thành dòng sông chảy xiết qua đoạn đê vỡ vô cùng nguy hiểm. Do đó, sau nhiều giờ các lực lượng nỗ lực nhưng việc phá đê vẫn không thành, nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang vào lúc 11 giờ đêm ngày hôm qua. Nhưng chính quyền thành phố Chiết Giang không thông báo. Đến sáng ngày hôm nay, một người dân tại làng Chu Chu thuộc Giang Tô đã gửi một video cho đài Epoch Times. Trong đó ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền sẽ xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV hôm vừa qua, ông Chen Gu, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi cho biết, khúc sông Trường Giang đi qua tỉnh Phúc Kiến có thể đạt mức nguy hiểm trong vài ngày tới. Không chỉ các tỉnh trên chịu ảnh hưởng, mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng, mực nước tại địa phương của sông Trường Giang cao hơn 133,112cm so với mức báo động. Trang web tin tức của chính quyền Vũ Hán là Trang Jiangnet đưa tin vào sáng nay rằng, ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng, con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Hoàng Vạn Lý đối với Reuters rằng, nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm. Nếu đập xả nước ở Chiết Giang ở hạ lưu sẽ bị ngập. Tình huống sau chính là tình hình hiện tại không chỉ ở Chiết Giang, mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc báo cáo rằng, mực nước tại địa phương có con sông Trường Giang cao hơn 133,112cm so với mức báo động. Theo hãng tin Reuters đưa tin, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng ít nhất 27 trên số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vào sáng ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng, lưu vực sông Chiết Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng những ngày tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Chiết Giang của Trung Quốc trong 2 ngày tới sẽ đạt khoảng 100mm đến 180m, ở một số khu vực lượng nước có thể lên đến 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 3 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân nói rằng sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc sẽ phải đối mặt với lũ lụt trong những tháng tới, trong khi người dân ở khu vực này thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói, chúng ta nên chú ý hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Epoch Times, người dân ở các tỉnh ngập lụt như An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng ngôi làng của họ gần như hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển nước sau khi chính quyền xả lũ tại các con sông, hồ và kè chắn lũ gặp vấn đề. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết, trước tình trạng tồi tệ của mưa lũ thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo trên tài khoản Weibo chính thức thể hiện sự lo lắng về khả năng lây lan của bệnh truyền nhiễm sau trận lũ. WHO kêu gọi các nạn nhân lũ lụt uống nước đun sôi hoặc nước được khử trùng bằng clo. Ngoài ra, họ không nên ăn thực phẩm lấy được trong nước lũ. Tổ chức này khuyên không nên sử dụng quần áo hoặc các vật liệu khác ngâm trong nước lũ nếu chúng chưa được giặt bằng thuốc tẩy. Thiên tai thì phải ứng phó và biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa, giảm thiểu thiên tai. Rừng luôn là lá chắn tốt nhất trước gió bão, ngăn sạt lở đất, chặn dòng nước sông. Nhưng lá chắn tự nhiên này tại nhiều tỉnh,
Thành trong thời gian qua đã bị tàn phá không thương tiếc. Thành trong thời gian qua đã... Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bão Noru áp sát đất liền, Hội An bất ngờ lặng gió. Bão Noru thăng cấp mạnh khi áp sát Đà Nẵng, Quảng Ngãi, miền Trung tối nay ghi nhận mưa lớn, gió giật đi kèm nhiều thiệt hại. Chiều nay, bão Noru cách Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 200 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, ban kính gió giật cấp 8 trở lên khoảng 300 km từ tâm bão. Ảnh mây vệ tinh lúc 20 giờ 30 phút hôm nay cho thấy vùng mây bão đã quét sâu vào biển miền Trung. Hội An mưa lớn nhưng không có gió, mặc dù rìa phía tây của cơn bão đã lấn sâu vào đất liền, khu vực phố cổ Hội An vẫn yên ắng. Trời mưa lớn nhưng không có gió, người dân vẫn ra đường lúc 21 giờ. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo từ đêm nay đến sáng mai là thời điểm bão ảnh hưởng mạnh nhất tới đất liền. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà, tìm nơi an toàn để tránh trú. Đảo Lý Sơn hứng gió giật cấp 11. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hứng gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 liên tục 5 giờ qua. Đây là khu vực được nhận định chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Noru, khi sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp 12, 13, giật cấp 15 ở thời điểm bão đổ bộ. Hình ảnh ghi nhận tại huyện đảo Lý Sơn lúc 21 giờ 30 tối nay. Người dân Đà Nẵng chạy vào trạm cảnh sát giao thông trú bão. Đến 21 giờ 30 phút, gió rít liên hồi ở Đà Nẵng khiến nhiều người lo lắng. Nhiều hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp của quận Liên Chiểu đã di chuyển tới trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp tránh bão. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông của trạm đã sắp xếp giường chiếu, chăn và phát sữa, đồ ăn nhanh cho người dân. Tại quận Hải Châu, gió lớn đã khiến một số cây xanh trên đường bị gãy đổ, cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Hải Châu đang cử hàng chục chiến sĩ phối hợp với công ty cây xanh cưa cây, dọn cây chắn ngang đường đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong bão được kịp thời. Hội An ngập sâu do mưa lớn. Lúc 21 giờ 30 phút sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, nhiều tuyến đường tại thành phố Hội An bị ngập. Đường Trần Hưng Đạo có đoạn ngập hơn nửa mét, phương tiện di chuyển khó khăn. Lốc xoáy ở Quảng Trị. Ông Trần Văn Hòa, một người dân gần chợ cửa Việt Quảng Trị cho biết có một trận lốc xoáy xảy ra lúc 15 giờ 15 phút chiều nay và kéo dài khoảng 15 phút. Hiện lực lượng chức năng thị trấn cửa Việt đã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy trận lốc đã khiến nhà dân bị bay nóc, các khung sắt chẳng chống nhà bị sập. Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, nhiều người dân ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã xuống hầm trú ẩn để tránh bão. Bà Nguyễn Thị Hiếu, 83 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn nói đây là lần thứ hai bà cùng người thân đến hầm ký túc xá trú bão. Nghe tin bão lớn, các con mang bao cát, thép bụng, chẳng chống nhà cửa rồi đưa tôi lên đây trú, mong sao bão không vào, đỡ phần thiệt hại cho người dân, bà nói. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng bão số 4 có thể gây ra đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum với lượng phổ biến từ 300 đến 400mm. Mưa bắt đầu từ chiều nay và kéo dài đến ngày mai. Chuyên gia cảnh báo thời gian có gió bão mạnh nhất trên đất liền là từ đêm nay đến trưa mai. Thời điểm bão đổ bộ, người dân được khuyến cáo không ra đường, ở nơi an toàn tránh trú cho đến khi bão tan. Trong ảnh, người dân ở Đà Nẵng chẳng chống nhà cửa, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ. Quảng Nam bắt đầu mưa lớn. Từ 17 giờ 30 phút, nhiều khu vực ở huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam có mưa lớn, gió nhẹ từng đợt. Người dân địa phương chốt cửa, chẳng buộc chắc chắn và hạn chế ra đường trước giờ bão Noru đổ bộ. Hiện chỉ còn một số cửa hàng ăn uống, vật dụng còn mở cửa. Một số vị trí trên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Núi Thành và đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ bị ngập, phương tiện qua lại gặp khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân từ 18 giờ ngày hôm nay không ra đường và cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông và các phương tiện xe máy chuyên dùng khác, trừ các phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, hoạt động lưu thông trên các tuyến đường.
Trong khi đó, khoảng 500 người dân đang tránh trú bão Noru tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam được bố trí các suất ăn uống và chỗ ngủ. Chị Lê Thị Nữ ở thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ cho biết nhà chị có 5 người đi tránh bão và đây là lần đầu tiên cả nhà nghe tin bão lớn đến vậy. Cuối giờ chiều nay, chính quyền phường Thuận An, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế đã đưa các hộ dân ở khu vực nguy hiểm vào các trường học, nhà văn hóa để tránh bão. Tại các trường trung học cơ sở Thuận An, hơn 200 người dân đến trú. Nghe tin bão mạnh, gia đình ai cũng sợ. Được sự vận động của chính quyền, chúng tôi đã đến trường học để an toàn hơn. Bà Ngô Thị Con, 74 tuổi, chia sẻ. Tại Đà Nẵng, từ 17 giờ chiều nay bắt đầu mưa lớn, khu vực ven biển quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn gió thổi liên hồi. Theo yêu cầu của các nhà chức trách, người dân không còn lưu thông trên các tuyến đường vào chiều tối nay. Những đợt mưa kèm theo gió lớn tạt vào cửa sổ liên tục, chúng tôi có cảm giác bão đang tiến đến đất liền. Chị Châu, trú ở một chung cư thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà chia sẻ. Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, đơn vị đã điều động phương tiện và lực lượng hướng dẫn đưa ngư dân rời tàu trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã thành lập trung đội cơ động gồm 50 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng đã hoàn tất di rời dân ở những nơi xung yếu đến chỗ tránh trú an toàn. Hàng nghìn người dân đã vào tránh trú ở trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lương thực cũng như giúp dân chẳng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Hải cho biết, Quảng Ngãi ghi nhận sóng cao 3-5 mét. Lúc 17 giờ 30 phút chiều nay, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa to, gió lớn. Riêng huyện đảo Lý Sơn, gió duy trì cấp 8, giật cấp 11 suốt 2 giờ qua. Dọc các vùng biển gần bờ huyện Bình Sơn đã có sóng cao 3-5 mét. Trong bản tin cảnh báo bão lúc 17 giờ ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tối và đêm nay, bão Noru giữ vận tốc 20-25 km/h và đi theo hướng Tây, tiến vào đất liền các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ. Lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão nằm trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, từ 118-149 km/h, giật cấp 15. Hình ảnh vệ tinh bão lúc 17 giờ cho thấy đĩa mây đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Trung Bộ. Sau trận lốc, cơ quan chức năng huyện Gio Linh đang thống kê thiệt hại. Hiện trường cho thấy nhiều nhà dân, chợ ở cửa Việt bị tốc mái hư hỏng. Ngoài ra, xung quanh ghi nhận tình trạng cây cối gãy đổ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa cho biết đến thời điểm hiện tại, thị trấn Cửa Việt có 180 hàng quán ký ốt, 120 nhà bị sập tốc mái, 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương tương đối nặng. Hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Theo cập nhật, lúc 19 giờ tối nay, tâm bão Noru cách Đà Nẵng khoảng 186 km, Quảng Nam khoảng 170 km, Quảng Ngãi khoảng 147 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, từ 134-166 km/h, giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20 km/h. Với bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên, khoảng 300 km tính từ tâm bão và bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Hiện Đà Nẵng và Quảng Nam có thể ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8, trong khi Quảng Ngãi có thể bắt đầu có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên. Hiện đảo Lý Sơn quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 27 tháng 9, một số nơi có mưa rất to trên 130 mm như Vĩnh Kim, Quảng Trị 215 mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 152 mm, Củ Lao Chàm, Quảng Nam 115 mm, Lý Sơn, Quảng Ngãi 141 mm. Ông Võ Viết Cường, Chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị cho biết tại đảo có mưa to, gió mạnh cấp 6-7. Từ 17 giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã đưa khoảng 300 người dân, công nhân lao động vào trú ở hầm trú ẩn. Địa phương đã chủ động chằng chống nhà cửa nên chưa có thiệt hại. Đê biển bị sóng đánh thì ứng cứu thế nào? Sau khi đi kiểm tra việc phòng chống bão số 4 trên một số địa bàn của tỉnh Quảng Trị, tối nay Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp rà soát công tác ứng phó bão số 4 tại đầu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ còn mấy tiếng nữa bão sẽ đổ bộ vào đất liền, thời gian rất quý, do đó cần nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời phát sinh do cơn bão gây ra. Phó Thủ tướng mở đầu cuộc họp,
dù bão chưa vào. Ông cho biết lốc xoáy ở Quảng Trị đã làm 100 ngôi nhà tốc mái, 3 người bị thương. Nhiệm vụ đầu tiên được Phó Thủ tướng quán triệt là sơ tán và bố trí chỗ ăn ở cho người dân. Tiếp đó, cần bảo vệ các công trình trọng điểm quan trọng như hồ đập, đê điều, đường xá, bệnh viện, hệ thống điện. Phó Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị các địa phương báo cáo về việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, ứng cứu trường hợp bị chia cắt. Có thể xảy ra tình huống chưa lường hết như đê biển bị sóng đánh thì ứng cứu như thế nào? Phó Thủ tướng nêu vấn đề. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người dân nếu không có việc cấp thiết thì tuyệt đối không ra khỏi nhà, cũng như không được rời khỏi nơi tránh trú bão để quay về nhà kể từ 20 giờ tối nay đến khi có thông báo mới. Cơ quan chức năng khẩn trương sơ tán di dời dân những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là ở các khu vực sát bờ biển, trên các lồng bè thủy sản, tàu thuyền đến nơi tránh trú bão an toàn. Dự báo sóng biển có thể cao từ 6 đến 8 mét. Sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ, không đảm bảo an toàn. Đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết. Sở Chỉ huy chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 4 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 253.000 người dân đã được sơ tán an toàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến tối nay, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 81.000 hộ dân, tương ứng trên 253.000 người đến nơi an toàn. 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay. Một số địa phương cũng cho cán bộ, công nhân viên nghỉ làm ngày hôm nay đến ngày mai. Hiện gần 4.800 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch để đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm đã di chuyển vào đất liền tránh trú. Đến 20 giờ 30 phút tại Đà Nẵng, những cơn gió thổi mạnh, mưa xối xả. Chị Hà sống tại tầng 5 chung cư gần biển quận Sơn Trà cho biết gió rít từng cơn, mưa kèm gió thổi đập mạnh vào cánh cửa sổ. Ở trong phòng, chúng tôi cảm thấy bão đã đến đất liền, chị Hà thông tin. Trong khi đó, nhà chức trách đã đóng cầu Thuận Phước để không cho người và phương tiện lưu thông. Ở dưới sông Hàn, nhiều ngư dân vẫn ở lại trên thuyền, chưa chịu lên bờ theo yêu cầu của nhà chức trách. Trước tình hình đó, Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với Thủy đoàn, Bộ đội Biên phòng, Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức xuống từng tàu, thuyền, vận động đưa người dân lên bờ, trú tránh. Trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng rất ít người di chuyển. Tại một số tuyến đường đã xuất hiện cây xanh ngã đổ. Bão Noru đạt sức gió 195 km/h khi tiến sát đất liền. Theo trang Yum.Earth, lúc 19 giờ ngày hôm nay, bão Noru có sức gió 195 km/h cấp 16. Đến tận 7 giờ sáng ngày mai, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vẫn còn ở mức 165 km/h cấp 14. Theo số liệu đo đạt được, cơn bão đạt sức gió cực đại lên tới 240 km/h lúc 7 giờ sáng nay. Người dân ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam được đưa đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tránh trú trước khi bão Noru đổ bộ. Tôi ở nhà cấp 4 và gần biển cũng lo sợ và theo lệnh sơ tán lên đây tránh bão. Tại đây chúng tôi được ăn uống đảm bảo, cán bộ nấu ăn ngon quá. Bà Tăng Thị Ngạt, 51 tuổi ở thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh nói. Trao đổi với Dinh, Nguyễn Sơn Tùng, chủ khách sạn tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết khách sạn của anh có 28 phòng và sẽ miễn phí tiền phòng, ăn uống trong 2 ngày hôm nay và mai cho khách bị kẹt lại Đà Nẵng. Không chỉ vậy, khách đã đặt lịch từ trước không may đúng đợt bão cũng sẽ không phải trả chi phí tương tự. Ngoài ra, do còn dư khoảng 18 phòng trống, anh Tùng mở cửa đón người dân xung quanh đến ở miễn phí. Chủ khách sạn này dự kiến hỗ trợ bữa ăn và bữa tối ngày mai cho những ai ở lại. Anh Sơn Tùng cho người dân chỗ ở trú bão miễn phí trong khách sạn của mình. Tối nay, hàng chục người dân tập trung tại cầu thang ở khu trú bão thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xem bóng đá. Ông Phạm Tình, người dân xã Tam Thanh cho biết bản thân ông rất xúc động khi được chính quyền quan tâm. Ông cũng bất ngờ khi bộ đội trang bị TV để ông và mọi người được xem bóng đá giải trí. Lúc 20 giờ 35 phút, thành phố Huế có mưa nặng hạt kèm theo gió cấp 5-6. Các tuyến đường ở trung tâm thành phố thưa thớt người qua lại. Nhiều ngân hàng đã khóa quầy ATM nhằm đảm bảo an toàn trong lúc bão đổ bộ. Ảnh chụp tại cầu Trường Tiền tối nay, trước giờ bão đổ bộ.
Bão Noru có thể làm đắm tàu trọng tải lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Chuyên gia khí tượng cho rằng Noru là cơn bão lịch sử có thể làm đắm tàu trọng tải lớn khi bão vào đất liền, dự báo gió ở cấp 12, 14, giật cấp 15 có sức tàn phá lớn. Trao đổi với báo chí chiều nay, ông Trần Quang Năng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định khi áp sát vào vùng biển nước ta, cường độ bão Noru duy trì cấp 14, giật cấp 16. Từ khi bão vào đất liền, dự báo bão ở cấp 12, 14, giật cấp 15. Đây là con số lịch sử mà từ trước đến nay bản tin dự báo của chúng ta chưa từng đề cập tới. Với cấp gió như vậy, sức tàn phá của bão rất lớn, ông Năng nói. Theo vị chuyên gia, với cấp gió như vậy, tàu trọng tải lớn nằm trong vùng biển có bão đi qua có khả năng bị đánh đắm. Khi vào ven bờ, toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Cột sóng cao có thể gây đắm nhiều tàu thuyền kể cả khi neo đậu ở cầu cảng kín. Trên đất liền, cấp bão có sức gió 12 đến 14, giật cấp 15. Bão có thể tàn phá nhiều công trình nhà cửa không kiên cố và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động giao thông. Dự kiến bão đổ bộ vào đất liền từ 21 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay đến 5 giờ đến 7 giờ ngày mai. Ông Năng khuyến cáo toàn bộ người dân ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía Bắc Bình Định tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra khỏi nhà để hạn chế thiệt hại do cơn bão lịch sử gây ra. Ngoài gió mạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn tại các khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Mưa bắt đầu trút xuống từ chiều nay và kéo dài hết ngày mai với lượng phổ biến 250-350mm, có nơi trên 450mm. Riêng khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Chuyên gia cảnh báo khu vực đồng bằng ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định khả năng xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi nguy cơ ngập trung bình từ 0,3 đến 0,6m. Đáng lưu ý, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đề phòng nước dâng 1,5 đến 2,5m gây nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển cửa sông. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến tối nay, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 81.000 hộ dân, tương ứng trên 253.000 người đến nơi an toàn. 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ hôm nay. Một số địa phương cũng cho cán bộ, công nhân viên nghỉ làm ngày hôm nay và ngày mai. Hiện gần 4.800 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn, Củ Lao Chàm đã di chuyển vào đất liền tránh trú. Nhà chức trách tiếp tục yêu cầu các địa phương điều tiết phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân không ra đường từ đêm ngày 27 tháng 9 đến khi bão tan, đồng thời xem xét dừng một số hoạt động sản xuất để hạn chế người dân tham gia giao thông khi bão đổ bộ. Nhiều nhà hàng, khách sạn vùng tâm bão Noru mở miễn phí cho người dân. Bất cứ ai có nhu cầu, xin đừng ngần ngại gọi cho tôi để được hỗ trợ chỗ ăn ở. Tính mạng là trên hết, xin đừng ngại gì cả. Ông Phạm Thế Phương, 46 tuổi, viết trên trang cá nhân. Nghe tin thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của bão Noru, ông Phạm Thế Phương, 46 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn, liền đi sửa sang lại nhà cửa, chuẩn bị đón hàng chục bà con quanh khu vực cùng vào tránh bão. Với kinh nghiệm sinh sống ở vùng bão lũ, ông Phương hiểu hơn ai hết nỗi khổ chạy tránh bão. Ông quyết định cho người dân vào sống chung trong căn nhà 4 tầng kiên cố, đề nghị hỗ trợ chỗ ở và thức ăn miễn phí cho ai cần. Không chỉ có ông Phương, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt bài viết mong muốn chia sẻ cho người dân chỗ ở tránh bão. Không chỉ cung cấp chỗ ở, nhiều người tình nguyện chia sẻ cả đồ ăn, thức uống, thuốc men. Họ là những chủ nhà hàng, khách sạn hay thậm chí là chủ nhà riêng có đôi ba phòng trống cũng sẵn sàng giúp đỡ. Chia sẻ từng căn phòng trống, ông Phương đang cho người dân ở khu vực quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tránh bão. Căn nhà kiên cố 4 tầng có sức chứa lên đến 50-60 người cùng ở một lúc. Chiều nay, số người dân đến đăng ký đã lên đến con số 30. Ông Phương sắp xếp lại đồ đạc và bàn ghế gọn vào một chỗ. Phòng trường hợp bão Noru quét qua lâu, người đàn ông 46 tuổi còn chuẩn bị thêm cả đồ ăn và thức uống cho người ở lại. Năm nào tôi cũng cho người dân chỗ ở lánh bão.
Đợt này tôi tập trung cho các cháu sinh viên vào nhiều hơn vì sinh viên không có nhiều tiền thường thuê nhà cấp 4. Những ngôi nhà đó gặp bão là dễ bay mái, nguy hiểm lắm. Ông Phương chia sẻ, cũng vì lo lắng cho mọi người, ông Nguyễn Mạnh Hùng 47 tuổi hy vọng có thể cung cấp chỗ ở cho ai cần trong căn nhà ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Căn nhà riêng của ông Hùng còn 3 phòng trống, có thể hỗ trợ cho 10 đến 12 người cùng ở. Người đàn ông 47 tuổi ưu tiên giúp đỡ gia đình người già và trẻ nhỏ trong khu vực quận Hải Châu, đặc biệt là phường Bình Thuận. Tôi nghe nói năm nay mưa bão lớn nhất trong 20 năm qua, rất nguy hiểm. Mọi năm khi có mưa to, tôi thường cho người dân quanh khu vực đến nhà tránh lũ. Tôi cũng đến hỗ trợ người già và trẻ em di chuyển, nhưng năm nay mọi người biết thông tin sớm hơn nên đến luôn nhà tôi, ông Hùng nói. Người đàn ông 47 tuổi cũng cho biết từ khi đăng tải bài viết có rất nhiều người dân gọi điện đăng ký chỗ ở, tuy nhiên một số trường hợp quá xa không thể đến được. Ông Hùng cũng hy vọng nếu ai ở quận Hải Châu nếu biết được thông tin đều thoải mái đến nhà ông tránh bão. Chủ khách sạn miễn phí toàn bộ phí lưu trú. Trong khi đó, nhiều chủ nhà hàng và khách sạn tận dụng phòng trống bên mình để hỗ trợ chỗ ở cho người dân. Nhiều người quyết định miễn phí toàn bộ vé phòng, tiền ăn uống cho những khách mắc kẹt. Trao đổi với Dinh, Nguyễn Sơn Tùng, chủ khách sạn tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết khách sạn của anh có 28 phòng và sẽ miễn phí tiền phòng, ăn uống trong 2 ngày hôm nay và ngày mai cho khách bị kẹt lại tại Đà Nẵng. Không chỉ vậy, khách đặt lịch từ trước không may trúng đợt bão cũng sẽ không phải trả chi phí tương tự. Ngoài ra, do còn dư khoảng 18 phòng trống, anh Tùng mở cửa đón người dân xung quanh đến ở miễn phí. Chủ khách sạn này dự kiến hỗ trợ bữa ăn và bữa tối ngày mai cho những ai ở lại. Tôi sống ở vùng bão, chứng kiến hết cả mưa lũ nguy hiểm thế nào nên mong mọi người đều an toàn những ngày này. Anh Tùng nói và cho biết đã cho nhân viên dọn dẹp thêm phòng và chuẩn bị đồ ăn cho những người đến ở. Tương tự, bà Hồng Liên, 53 tuổi, phường Phước Mỹ, sẵn sàng chia sẻ không gian trong khách sạn 50 phòng, dự kiến hỗ trợ 200-300 người dân cùng ở một lúc. Ngay từ chiều nay, bà Liên cho nhân viên dọn lại đồ đạc và đăng tải thông tin hỗ trợ lên trang cá nhân. Người đến tránh bão chủ yếu là công nhân, nhân viên văn phòng đang sống ở thành phố Đà Nẵng, những người đang phải thuê trọ trong căn nhà sập sệ, không đảm bảo an toàn. Người phụ nữ 53 tuổi cũng chuẩn bị thêm đồ ăn, thức uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác cho người đến ở. Bà con cần gì tôi giúp được cái đó. Hiện tại khách sạn có rất nhiều phòng trống nên tôi mong có thêm nhiều người dân biết được thông tin cùng vào tránh bão, bà Liên cho hay. Chủ khách sạn Club Đà Nẵng Hội An cho dân ở miễn phí tránh bão Noru. Nghe tin về sự nguy hiểm của bão Noru, Quang Huy, chủ khách sạn tại quận Sơn Trà Đà Nẵng tận dụng 8 phòng khách sạn của gia đình làm nơi trú ẩn cho người dân địa phương. Quang Huy sinh năm 1995, thông báo cho người dân về hoạt động của mình trên mạng xã hội và nhờ người quen loan tin giúp. Tính đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày hôm nay, hầu hết phòng trong khách sạn đã kín người đến tránh bão. Tôi có đủ chỗ ở tạm cho khoảng 40 đến 50 người. Hiện tôi để dành ra một phòng, nhỡ tối nay có người gặp sự cố bất ngờ có thể đến tá túc, anh Huy nói với Sinh. Vì không gian có hạn, anh Huy ưu tiên giường nằm cho người già trẻ nhỏ. Đối với sinh viên thanh niên khỏe mạnh hơn, anh trải thảm đệm ra sàn để mọi người ngả lưng. Ngoài chỗ ở, khách sạn cũng chuẩn bị một số thực phẩm như mì tôm, nước, bánh ngọt để những vị khách đặc biệt sử dụng và đều miễn phí. Giờ là mùa du lịch thấp điểm, phòng trống cũng không để làm gì, chi bằng tận dụng hỗ trợ bà con. Mọi người bí lắm mới tìm đến nhờ giúp đỡ nên tôi sẽ cố gắng hết sức, anh chia sẻ. Tại quận Liên Chiểu, club của anh Ngọc Sơn cũng đang được tận dụng làm nơi lánh nạn miễn phí. Anh cùng nhân viên trải sẵn chiếu, chăn mỏng ra mặt sàn cho người dân ngủ tạm. Quầy bar cũng được chất đầy sữa tươi, mì tôm, trứng, xúc xích và nước nóng để mọi người sử dụng. Trước đó, anh và một số người bạn còn hỗ trợ chặt tỉa cây, chằng chéo nhà cửa và di chuyển một số đồ vật có giá trị cho người cần kíp trong bán kính 1 km. Tất bật hỗ trợ người cần. Lo lắng trước sự nguy hiểm của cơn bão được dự đoán là mạnh nhất trong vòng 20 năm qua, anh Phạm Thế Phương, Đà Nẵng biến nhà riêng trên đường Ngũ Hành Sơn thành điểm trú bão cho các sinh viên quanh khu vực. Tôi biết có nhiều sinh viên ở trọ trong những căn nhà thiếu kiên cố, dễ gặp nguy hiểm khi bão tới nên muốn các em có nơi tránh nạn. Tôi cũng lo ăn uống đầy đủ cho họ.
Anh Phương cho biết sau khi đăng tin lên mạng xã hội đã có nhiều bạn liên hệ nhờ giúp đỡ. Nhận thông tin bão sẽ mạnh nhất vào khuya ngày hôm nay, anh dặn dò mọi người tới nhà trước 17 giờ để đảm bảo an toàn. Tới đầu giờ tối, hơn 10 bạn sinh viên đã có mặt ở nhà anh. Anh cho biết những năm trước mỗi lần có bão lớn hay lũ lụt nguy hiểm, gia đình anh đều hỗ trợ mọi người. Anh hy vọng cơn bão sẽ sớm qua và mọi người đều bình an, không có quá nhiều thiệt hại. Ở Hội An, thời gian bão Noru đổ bộ, ba cơ sở của Mian Villa Hotel sẽ mở cửa đón bà con địa phương tới lưu trú hoàn toàn miễn phí. Chiều tối nay, cơ sở của khách sạn ở số 30 đường Nguyễn Tuân đã kín chỗ. Chị Sen, nhân viên phụ trách villa, tất bật hỗ trợ sắp xếp chỗ ở và cùng mọi người nấu ăn. Villa tôi phụ trách có 16 phòng, nhưng rộng rãi nên chúng tôi bố trí thêm giường và đệm phụ để có thể hỗ trợ được nhiều người hơn. Hiện có khoảng 50 người đang tránh bão ở đây, có cả sinh viên, người lớn tuổi và trẻ con, một số bạn đi làm nhưng gió lớn không về nhà được, chúng tôi cũng giúp họ vào trú bão, chị Sen cho biết. Chị Sen cho hay từ chiều, gió bão bắt đầu mạnh lên, vì là ưu tiên bà con có hoàn cảnh khó khăn, những người ở nhà trọ không kiên cố và người dân ở các khu trũng thấp, giáp biển dễ gặp nguy hiểm khi bão đổ bộ. Bên cạnh chỗ ở miễn phí, các cơ sở của khách sạn hỗ trợ thêm nước uống và mì gói cho mọi người. Những người dân tới lưu trú cũng mang theo thực phẩm, chủ yếu là đồ khô và dễ chế biến. Hiện tại, chỉ có tôi là nhân viên ở lại nên mọi người tới đây cũng giúp đỡ nhau nấu nướng. Tôi tranh thủ đi tiếp tế thêm đồ ăn, nhưng rau và trứng không còn để mua. Một số mạnh thường quân có gọi điện để hỗ trợ thực phẩm, nhưng bà con ở đây thấy mình đã đủ nên nhường phần đó cho những nơi cần hơn, chị Sen chia sẻ. Những thiệt hại đầu tiên do bão số 4 ở miền Trung, nhà tốc mái, người bị thương. Bão số 4 đổ bộ vào miền Trung đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ, nằm la liệt và mất điện ở hàng ngàn trạm biến thế, ghi nhận một số người dân bị thương. Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đóng tại thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về tình hình bão số 4. Theo báo cáo, những thiệt hại ban đầu của địa phương đã được ghi nhận khi hầu hết nhà dân của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên đều xảy ra tình trạng tốc mái, cây cối gãy đổ, nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế đã xảy ra tình trạng mất điện. Tại tỉnh Quảng Trị, thiệt hại do lốc xoáy ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường, trong đó hai ngôi nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9, chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Tại Đà Nẵng hiện đã có 2 nhà dân bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89. Ngã đổ 75 cây xanh và một số biểu hiện và hiện chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại Âu Thuyền Thọ Quang. Tại tỉnh Quảng Nam đã có 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục, đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể. Ở tỉnh Quảng Ngãi, mưa to gió lớn vẫn đang diễn ra. Hiện đảo Lý Sơn, gió giật cấp 12, Ba Tơ có gió cấp 11, thành phố Quảng Ngãi gió cấp 6, giật cấp 7. Thiệt hại một số nhà dân bị tốc mái chưa thống kê được số lượng cụ thể. Và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện. Tại tỉnh Bình Định hiện có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5 nhưng đã có nhiều nhà dân tốc mái, cây đổ và có người bị thương. Tỉnh này cũng đã xảy ra tình trạng mất điện tại một số khu vực. Ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9, lúc 5 giờ 30 phút, gió vùng ven biển vẫn còn giật, trời ít mưa, khu vực trung tâm thành phố Huế khô ráo. Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn, một số khu vực được sa thải điện nhằm đảm bảo an toàn. Mực nước sông Hương đã vượt báo động 1 là 0,55m, sông Bồ dưới báo động 1 là 0,14m. Trong đêm ngày 27 tháng 9, đường dây nóng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 3 cuộc gọi của 2 bệnh nhân nặng ở Phong Điền và một trường hợp ở thành phố Huế gọi đến cần trợ giúp chuyển viện. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ các bệnh nhân ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị đến 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9.
Tại các xã vùng biển bãi ngang của tỉnh vẫn đang mất điện, gió giật từng cơn kéo dài mặc dù lượng mưa không lớn. Trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-120mm, một số nơi cao hơn như Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh 257mm, thị xã Quảng Trị 191mm, Tà Rụt, huyện Đắk Rông 184mm, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết đang ở mức dưới báo động 1. Bão số 4 đổ bộ Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, gió giật cấp 13. Bão số 4 ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi lúc 4 giờ hôm nay, gió giật cấp 13, nhiều miền Trung mưa to, có nơi mưa rất to. Lúc 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, từ 39-49 km/h, giật cấp 7. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn. Gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3-5 m. Ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11-12. Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Con Tum gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Ảnh hưởng của bão số 4 trong ngày 28 tháng 9, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Con Tum hứng đợt mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm. Ở Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, lượng mưa thấp hơn phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp xảy ra trong mưa bão. Đổ bộ với sức gió giật tới cấp 13, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ. Sau khi đổ bộ lúc 4 giờ sáng ngày 28 tháng 8, vào khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 10-11 từ 89-117 km/h, giật cấp 13, bão số 4 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 4, bão Noru đã đổ bộ vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lúc rạng sáng ngày 28 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hà có giật cấp 7. Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9, Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, Đắc Tô có gió giật cấp 6, Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27 tháng 9 đến 4 giờ ngày 28 tháng 9 có nơi trên 220mm như Nam Đông, Thừa Thiên Huế 306,2mm, trạm kiểm lâm Sông Đắc, Đà Nẵng 221,2mm, đầu mối Hồ Việt An, Quảng Nam 381,6mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 245,4mm.
Hồi 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 180 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 50 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3-5 mét. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Khu vực Kon Tum có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn trong ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Bão số 4 đổ bộ miền Trung và Tây Nguyên mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của bão số 4 đổ bộ lúc rạng sáng ngày 28 tháng 9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm. Do ảnh hưởng của bão số 4, bão Noru, ngày 28 tháng 9 ở các khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Kon Tum đã có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27 tháng 9 đến 1 giờ ngày 28 tháng 9 có nơi trên 150mm như Nam Đông, Thừa Thiên Huế 203mm, Tam Kỳ, Quảng Nam 153mm. Dự báo trong ngày 28 tháng 9 ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.
Từ ngày 28 tháng 9 đến đêm ngày 29 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm, ở Bắc Trung Bộ và phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm ở Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình. Ngày và đêm ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Khu vực Hà Nội từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1, riêng khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cấp 2. Hành trình bão số 4 quần thảo trước khi đổ bộ đất liền. Bão Noru đã đổ bộ đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11. Từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Sáng nay cường độ bão đã giảm, nhiều nơi có mưa lớn, mưa cũng mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa gió giật cấp 7, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9, Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 19 giờ tối qua, Đà Nẵng bắt đầu đổi gió lớn kèm mưa to. Chính quyền thành phố yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 20 giờ tối qua, trừ người làm nhiệm vụ. Nhưng theo quan sát, từ 19 giờ, các tuyến đường đã vắng bóng người. Tại trường tiểu học số 2 Tam Quang Bắc, phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có hơn 30 người dân được về trú bão từ trưa. Người dân mang đồ đạc, chăn màn rồi trải chiếu nằm xếp lớp trên nền nhà. Nhiều trẻ nhỏ ôm chặt mẹ cuộn tròn ngủ trong chăn, trong khi nhiều người khác ngồi ngóng bão. Chính quyền hỗ trợ mì tôm và nước, sữa để dân lót dạ đêm khuya. Bên ngoài, mưa càng thêm nặng hạt, gió rít từng đợt kéo dài trên các tuyến đường vắng lặng người. Nằm trên ghế, bà Nguyễn Thị Đây, 76 tuổi, trông mệt mỏi, gió lạnh, bà quấn thêm chiếc chăn mỏng. Vợ chồng ông Huỳnh Minh Thư, 72 tuổi, thấp thỏm khi thấy trời mưa mỗi lúc một lớn. Vợ chồng già lo cho căn nhà cấp 4 ở gần biển của mình ở phường Tam Quang Bắc không rõ có bị gió đánh giật sập khi bão vào. Đánh giá bão diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân Bình Định yêu cầu các địa phương trên toàn tỉnh phải túc trực 24/24 giờ. Cùng với đó, chính quyền phải sơ tán người dân ra khỏi khu vực thấp trũng, xung yếu tới nơi an toàn. Tỉnh cũng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 21 giờ hôm nay cho tới khi hết bão. Khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, mưa lớn kèm cuồng phong hoành hành trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng trong tối qua, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cho biết, đến nay các đơn vị liên quan đã huy động gần 250.000 cán bộ chiến sĩ cùng gần 3.000 phương tiện ứng trực, duy trì tìm kiếm cứu nạn mưa bão. Các lực lượng chức năng tổ chức bắn pháo hiệu tại 33 điểm ven biển. Ngoài ra, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 250.000 người dân đến nơi an toàn, trong đó nhiều nhất là Quảng Nam, hơn 123.000 người, Quảng Ngãi 68.000 người. Theo Ban chỉ đạo, đến nay có 8 tỉnh thành từ Quảng Trị, Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã có cho học sinh nghỉ học. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cho cán bộ công nhân nghỉ làm ngày hôm qua và hôm nay. Lúc 22 giờ tối qua, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an thông tin về việc tạm dừng các phương tiện lưu thông tại hai đầu Bắc Nam qua khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu các phương tiện giao thông ở hai đầu các tuyến đường Bắc Nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để đảm bảo an toàn. Cũng trong tối qua tại Quảng Trị, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp trực tuyến về công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cơn bão số 4 Noru.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Công an lưu ý việc yêu cầu phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ tại hai đầu Bắc Nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để đảm bảo an toàn, trừ phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe phòng chống lụt bão, xe công vụ. Vì vậy, ngành chức năng đã triển khai cấm các tuyến đường như quốc lộ 1A, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 22 giờ đêm qua theo dọc tuyến từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và từ các tỉnh Tây Nguyên xuống các tỉnh miền Trung. Hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Lúc 23 giờ 30 phút tối qua, bão số 4 không còn khả năng mạnh thêm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định bão số 4 không còn khả năng mạnh thêm. Theo ông Hưởng, với những diễn biến mới nhất của bão số 4, Trung tâm quyết định thu hẹp vùng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, bao gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và phía bắc của Quảng Ngãi, khu vực phía nam Quảng Ngãi, Bình Định trở xuống có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3. Với mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn là vùng bão nhưng không có khả năng gió mạnh cấp 12. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn nhận định trong đêm qua và ngày hôm nay ở khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Trị đến Bình Định, khu vực Tây Nguyên nhất là Kon Tum, Gia Lai là những vùng có mưa rất lớn, tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai khoảng 200-300 mm. Với lượng mưa như vậy, nguy cơ gây trượt lở đất, lũ quét ở vùng núi cao. Quảng Ngãi, gió giật cấp 12 khiến nhiều nhà dân trên huyện đảo Lý Sơn bị tốc mái. Ghi nhận của phóng viên vào lúc 23 giờ 45 phút ngày hôm qua, trên địa bàn các xã ven biển bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Trao đổi với Vietnamnet, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, từ tối và đêm nay, mưa lớn cùng gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 đã khiến nhiều nhà dân trên huyện đảo bị tốc mái, cây cối gãy đổ. Hiện mưa đang lớn, địa phương chưa thể thống kê được con số cụ thể về những thiệt hại này. Thông tin trước mắt chưa ghi nhận những hậu quả nghiêm trọng, bà Hương nói. Thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ 20 giờ tối, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh vắng người và phương tiện đi lại. 0 giờ ngày hôm nay, Phó Thủ tướng triệu tập các điểm cầu báo cáo. Khoảng 0 giờ ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành triệu tập các đầu cầu báo cáo diễn biến tình hình, các ảnh hưởng của bão. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện tại bão số 4 cường độ cấp 13 giật cấp 15, đường kính gió mạnh trên cấp 10 là 100 km. Vào 0 giờ ngày hôm nay, vị trí bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông, cách Đà Nẵng Quảng Nam 80 km. Bão đã gây gió mạnh ở đảo Lý Sơn cấp 10 giật cấp 12. Bão di chuyển ổn định hướng tây khoảng 3 đến 6 giờ tới, bão đổ bộ vào bờ. Khi cập bờ, gió bão cấp 11, 13, giật cấp 15, gió mạnh nhất tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam và Nam Thừa Thiên Huế. Bão gây nước biển dâng từ 1 đến 1,5 mét, sóng cao 3 đến 6 mét, kết hợp thủy triều gây ngập lụt dọc ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn 200 mm đến hết ngày hôm nay, tổng cả đợt phổ biến 400 mm, có nơi đạt 600 mm, gây lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Trọng tâm thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Lúc 3 giờ 15 phút, Đà Nẵng gió giật mạnh, gầm rú liên tục kèm mưa lớn. Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị mất điện, gió bão gầm rú khắp nơi. Tại nhiều địa bàn, gió giật làm bay mái tôn, cây cối đổ rạp. Mưa lớn cũng khiến một số khu dân cư bị ngập. Ngay lúc 3 giờ sáng, trên các trang Facebook chia sẻ về những hình ảnh, clip gió giật ở thành phố Đà Nẵng, nhiều người đã thốt lên. Những người ở nhà kết cấu yếu, nếu không sơ tán sẽ trải qua một đêm kinh hoàng, gió lớn, cây xanh gãy cành, bật gốc ở một số tuyến đường tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc 3 giờ 40 phút, hàng trăm nghìn hộ dân bị mất điện. Bão Noru với sức gió 133 km/h đã quần thảo ở 3 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, giật tung các mái tôn, làm đổ cây ở nhiều khu vực. Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã bị mất điện diện rộng. Thống kê ban đầu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có hơn 500.000 hộ dân bị mất điện do bão số 4. Tại Quảng Nam, nhà không thuộc diện di rời bị sập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Lê Hồng Thiết cho biết, mưa to, gió lớn đã gây sập một phần của nhà người dân tại đây. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 2 giờ cùng ngày tại gia đình bà X, thôn An Thành 1, xã Bình An.
Thông tin ban đầu, do bão đã làm sập một phần nhà dưới, gia đình này không nằm trong diện di rời vì được xếp vào diện nhà kiên cố. Trong nhà có người già và trẻ em, những người này đã lên nhà trên và tạm thời an toàn. Lúc 3 giờ 51 phút, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam thông tin tại trạm khảo sát Tam Thanh – Tam Kỳ lúc 3 giờ 40 phút cùng ngày đã đo được gió giật 39,7 m trên giây cấp 13. Khoảng 4 giờ, bão đổ bộ đất liền, gió giật cấp 13. Lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão đi giữa Đà Nẵng và Quảng Nam gây mưa to, gió giật liên tục. Nhiều khu vực tại Đà Nẵng, Quảng Nam mất điện diện rộng, hàng loạt nhà cấp 4 bị tốc mái, cây đổ khắp mọi nơi. Vị trí tâm bão lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, cường độ cấp 10-11, 103-117 km/h, giật cấp 13. Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn và thành phố Tam Kỳ có gió mạnh nhất với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13-14, đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Đông Hà có gió giật cấp 6, Đồng Hới có gió giật cấp 7, Nam Đông có gió giật cấp 9, Đà Nẵng có gió giật cấp 8. Tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, bão số 4 đã gây mưa lớn, gió rít liên tục kèm những va đập của mái tôn bay. Toàn bộ khu vực thành phố đã bị mất điện, cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Mạng điện thoại di động kết nối kém, chậm chờn vì ảnh hưởng. Đà Nẵng, mưa to kèm gió lớn khiến nước liên tục tràn vào các hành lang hai tòa nhà B1A và B1 chung cư Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Các cư dân ở đây trắng đêm thay nhau tắt nước ra ngoài. Chia sẻ của những người trắng đêm canh bão tại Đà Nẵng cho thấy, hàng loạt nhà cấp 4, đặc biệt là nhà mái tôn, đã chỉ còn khung. Toàn bộ mái hiên và dàn cây nhà mình tốc bay kéo theo dây điện đứt. Đứng nhìn qua nhà hàng xóm thấy trống hoác xót xa quá, bạn Lê Hồng Mai chia sẻ trên Facebook Huy Nguyễn. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai. Những trang Facebook của người dân, con em Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng liên tục sáng đèn trong đêm, kèm những nhắn nhủ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cố lên, cầu mong bình an. Lúc 4 giờ 45 phút, bão đang trên đất liền Đà Nẵng, Quảng Nam. Trao đổi với Vietnamnet, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ 45 phút, bão số 4 đang trên đất liền Đà Nẵng, Quảng Nam. Hồi 5 giờ sáng nay, phóng viên thông tin tại Đà Nẵng đang mưa rất to, gió giật liên tục. Cập nhật nhanh từ Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, tại Đà Nẵng có thiệt hại, nhà bị tốc mái do bão, 173 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89 trạm. Rất nhiều cây xanh bị ngã đổ, biển hiệu bị thổi bay. Đáng nói đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà. Hồi 5 giờ sáng nay, tại điểm cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Trong đêm có một trường hợp phụ nữ trở dạ, các lực lượng đã dùng xe quân sự chở đến bệnh viện. Về thiệt hại tài sản, có 2 nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục được tại 89 trạm. Ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng thông tin tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có một số nhà dân bị tốc mái, chưa thống kê được số lượng cụ thể và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại 6 huyện. Theo đại diện tỉnh Quảng Trị, có một số nơi có gió cấp 6, giật cấp 8. Ngoài thiệt hại với lốc xoáy mà Phó Thủ tướng kiểm tra chiều qua, hiện trên địa bàn có một số cây xanh gãy đổ, chưa ghi nhận các thiệt hại khác. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 3 ngày một số nơi đã vượt 300 mm. Có gió giật cấp 7 đến cấp 9, thiệt hại ban đầu ghi nhận đã có một nhà bị sập, 10 nhà tốc mái, có một người bị thương nhẹ. Từ đầu cầu Đà Nẵng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan lưu ý, giờ phải chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão. Ông Hoan nhấn mạnh, cần tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra các địa bàn xung yếu. Nhiều nơi có mưa to do ảnh hưởng của bão số 4. Trong hôm nay, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-200 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 100-250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt.
Vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 180 mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đây là cơn bão lớn, công tác chuẩn bị tiến hành công phu, kỹ lưỡng. Đáng mừng là đến nay, thiệt hại sau bão không lớn, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe người dân. Cần khẩn trương rà soát các điểm bị thiệt hại, nhà bị tốc mái để xuống hỗ trợ bà con. Về thiệt hại ở các khu vực cây cối đổ, ảnh hưởng giao thông, các địa phương khẩn trương khắc phục, rà soát, kiểm tra, tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi bão tan. Phó Thủ tướng lưu ý, không được chủ quan, có trường hợp sau bão còn gây ra thiệt hại lớn hơn, ví dụ như thiệt hại do hoàn lưu bão năm 2021. Ông Lê Văn Thành cũng yêu cầu bảo đảm thông suốt đi lại, an toàn đi lại, tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là cho học sinh đến trường. Cần tiếp tục theo dõi diễn biến bão để tiếp tục triển khai ứng phó, hiện vẫn chưa được ngừng nghỉ. Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tổ chức đoàn đi kiểm tra ở Quảng Ngãi, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra tại Quảng Nam. Phó Thủ tướng sẽ đi kiểm tra tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, tiếp tục bám sát tình hình, không chủ quan, không để bị động, bất ngờ. Phó Thủ tướng nêu rõ, lúc 5 giờ 45 phút tại Quảng Nam nhà tốc mái. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, thiệt hại ban đầu của cơn bão số 4 được chụp lúc 5 giờ 30 phút sáng nay tại phường Hòa Hương, một ngôi nhà bị tốc mái toàn bộ, nhiều tấm tôn bay nằm trên đường. Tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh tính đến 5 giờ sáng nay về hậu quả của bão Noru gây ra. Cụ thể, một nhà với 17 khẩu ở xã Tam Phú bị tốc mái hoàn toàn. Đồn biên phòng 276 Cù Lao Chàm có nhà chỉ huy, nhà ở cán bộ, chiến sĩ bị tốc mái hơn 50%, cây cối ngã đổ hơn 70%, sập hệ thống chuồng trại, tăng gia, vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy. Đồn biên phòng 260 cửa đại vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy, chìm một ghe tại xã Tam Giang, núi Thành, có 4 tàu vận tải và 1 tàu câu mực neo đậu tại phao luồng số 19 luồng cảng Kỳ Hà bị dây neo và mắc cạn tại khu vực luồng phao số 17 gần xã đảo Tam Hải. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị sạt lở 3 vị trí. Khu dân cư đường số 1 thôn A Rong, xã A Tiêng, thôn A Dứt, xã Ble, thôn A Hu, xã E Tiêng, huyện Tây Giang ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét gây thiệt hại và hư hỏng đồ dùng của người dân. Lúc 7 giờ 09, Đà Nẵng, gió lớn, hàng loạt cây xanh bị đổ. Theo phóng viên, hiện tại ở Đà Nẵng vẫn có gió lớn, trời mưa nhỏ. Bão số 4 đã làm hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, cây lớn ngã đổ trước khách sạn Novotel. Mái tôn biển hiệu bị bão hất văng ra đường Trần Phú. Hàng chục cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng có mặt tại các tuyến đường dọn cây gãy đổ. Lúc 8 giờ 06 phút, bão suy yếu, mưa mở rộng ra Bắc Bộ. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km một giờ. Thời điểm này tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đang có mưa to đến rất to, bão quật tơi tả, cây cối gãy đổ hàng loạt. Quảng Nam mất điện, thành phố Tam Kỳ cây bật gốc la liệt. Ghi nhận tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lúc 8 giờ ngày hôm nay, trời đã ngớt mưa, gió giảm cấp. Tuy nhiên, do mưa to gió lớn đêm qua, nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Tôn Đức Thắng, Phan Châu Trinh bị ngập. Khắp các tuyến đường nội thành, cây cối bật gốc, gãy cành nằm la liệt dưới đường. Tại ngã tư Hùng Vương, Thái Phiên, một cây trụ điện gãy làm 3 đoạn. Hầu hết các địa phương của tỉnh Quảng Nam bị mất điện. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lũ làm nhiều nhà dân bị tốc mái. Các tuyến đường DH đi vùng cao, đường, cầu, công vụ bị sạt lở nhẹ. Một số khu vực dân cư bị sạt lở nhẹ, huyện không có địa điểm nào bị cô lập. Lũ từ thượng nguồn đang đổ về, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và đang tiếp tục thống kê thiệt hại, ông Trung nói. Nhiều nơi ở miền núi Quảng Trị bị chia cắt. Đến 7 giờ ngày hôm nay, nhiều ngầm tràn qua suối ở miền núi tỉnh Quảng Trị bị nước dâng, chia cắt. Cụ thể, tại huyện Hướng Hóa, khu vực cầu tràn thôn Trùm, xã Ba Tầng và đập tràn nguồn rào, xã Hướng Sơn, nước dâng cao. Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân, quân sự chốt giữ để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại huyện Đắk Rông,
Mekong, hàng loạt ngầm tràn tại các xã A Ngo, Tà Rột, A Vao, Ba Nang cũng bị nước dâng cao gây chia cắt. Theo chính quyền địa phương, có nơi nước dâng ngập tràn hơn 1 mét và chảy xiết. Hệ thống lưới điện miền Trung, Tây Nguyên gặp sự cố do bão. Bão số 4 với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13 trên đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã làm ngã đổ cây xanh, nhà tốc mái, khiến hệ thống lưới điện tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị sự cố, làm gián đoạn cung cấp điện khách hàng. Tính đến 4 giờ sáng nay, công suất phụ tải không cung cấp điện được tại các công ty điện lực là 652,2 MW, chiếm 22,1% phụ tải toàn EVN-CPC. Toàn EVN-CPC bị sự cố là mất điện 1.223.588 khách hàng, chiếm 26,5% tổng số khách hàng trong toàn EVN-CPC. Đến 6 giờ sáng nay, EVN-CPC đã khôi phục cấp điện cho 148.776 khách hàng. Do hoàn lưu bão số 4, hiện nhiều khu vực vẫn mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt, nước dâng cao nên ảnh hưởng đến việc tiếp cận hiện trường khôi phục lưới điện. Các đơn vị trong EVN-CPC tập trung nhân lực vật tư thiết bị sẵn sàng để xử lý sự cố nhanh chóng cấp điện lại cho khách hàng khi bảo đảm các điều kiện an toàn điện cho nhân dân. Tại Quảng Nam, Đà Nẵng, cây cối đổ la liệt. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, mưa lớn gây ngập một số vùng trũng thấp. Từ đêm qua, gió mạnh quần thảo liên tục làm cây cối ngã đổ la liệt. Còn tại Đà Nẵng, cây cối ngã la liệt trên nhiều tuyến phố, nhất là các tuyến đường ven biển. Tại thành phố Huế, các huyện thị ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều cây xanh bị đổ gãy, một số nhà người dân bị tốc mái hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra thống kê thiệt hại. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm người dân chú bão tập trung ở thành phố Huế. 6 giờ 35 phút, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đến thăm người dân chú bão tập trung ở điểm trường trung học cơ sở Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Tại đây, Phó Thủ tướng động viên người dân yên tâm tránh bão và dặn dò khi nào bão tan, chính quyền địa phương thông báo mới được về nhà. Sau đó, Phó Thủ tướng đến kiểm tra tại khu vực kè xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đến thăm người dân chú bão tập trung ở điểm trường trung học cơ sở Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Phó Thủ tướng động viên người dân yên tâm tránh bão. Những hình ảnh sau cơn bão số 4. Sáng nay, hình ảnh ghi nhận tại một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Đà Nẵng cho thấy tiết trời đang khá quang đãng, trời nước mưa và gió cũng giảm dần. Một số người dân đã ra đường dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, hàng loạt tuyến đường ở Đà Nẵng cây xanh bật gốc ngã ra đường, dây điện xả xuống đất. Người đi đường phải cẩn thận nếu không sẽ vướng dây điện. Một số tấm bảng hiệu đã bị bay. Một xe container đậu trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bị cây xanh ngã đè trúng. Gió mạnh kèm gió giật duy trì đến trưa nay. Trao đổi với PLO lúc 5 giờ sáng nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong ngày hôm nay dưới tác động của bão thì khu vực từ Quảng Trị, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa đến hết ngày hôm nay khoảng 150-250mm, có nơi trên 350mm. Chúng tôi cũng cảnh báo đợt mưa lớn mới đã xuất hiện ở khu vực từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa. Ông Hưởng nói và cho hay nguyên nhân của đợt mưa này là do giải hội tụ hình thành chính từ cơn bão số 4 này kết hợp đới gió đông sau bão số 4 và không khí lạnh. Thời gian mưa kéo dài từ nay đến hết tháng. Dưới tác động của mưa sau bão, khu vực Trung Trung Bộ trở vào đến Quảng Nam, Kon Tum, khu vực từ Quảng Bình ra Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ kèm theo nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, nhất là khu vực phía Tây. Khu vực ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh kèm khả năng gió giật vẫn tiếp tục duy trì từ nay cho đến khoảng 7 giờ sáng. Kon Tum thì khả năng đến 10 giờ sáng nay vẫn có gió mạnh và gió giật khi cơn bão chuyển sang khu vực phía Nam Lào. Thiệt hại do bão số 4 gây ra tại các tỉnh miền Trung. Nhiều tỉnh ven biển miền Trung chịu thiệt hại do bão số 4 Noru gây ra, bước đầu xác định hàng loạt cây xanh, cột điện, nhà bị tốc mái. Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại ở một số địa phương. Cụ thể, tại Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to, thiệt hại do lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15 giờ 30 phút ngày hôm qua khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường. Trong đó hai ngôi nhà sập hoàn toàn, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, chưa có báo cáo về sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9, chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn.
thành phố Đà Nẵng, tình hình mưa, gió thực tế, có nơi mưa to đến rất to, gió lớn, về thiệt hại, sự cố, tốc mái 2 nhà, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89. Ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu, chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại Âu Thuyền Thọ Quang. Tỉnh Quảng Nam, tình hình mưa, gió thực tế có nơi mưa to, gió ở các huyện, thị xã ven biển đã đạt cấp 8, cấp 9, Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13, 3.997 trạm biến áp bị mất điện, chưa khôi phục, đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ, chưa thống kê được số lượng cụ thể. Tỉnh Quảng Ngãi, tình hình mưa, gió thực tế có mưa vừa, gió tại thành phố Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7, Ba Tơ có gió cấp 11, Lý Sơn gió giật cấp 12. Một số nhà dân bị tốc mái, chưa thống kê được số lượng cụ thể và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện. Chưa có yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Tỉnh Bình Định, tình hình mưa, gió thực tế có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5, chưa có báo cáo về thiệt hại, tốc mái, cây đổ, bị thương. Mất điện tại một số khu vực, ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, bão số 4 giật cấp 13 đổ bộ, miền Trung mưa xối xả. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh thành ở Trung Trung Bộ với tâm bão là Đà Nẵng, Quảng Nam, gây mưa to, gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mưa vừa và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão Noru, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ hôm nay đến đêm mai, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm ở Bắc Trung Bộ và phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm ở Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình. Trong ngày và đêm nay, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Riêng thủ đô Hà Nội trong 2 ngày hôm nay và ngày mai có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Liên quan đến cơn bão số 4, bão Noru, 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa to đến rất to, phía Bắc gió Tây Bắc cấp 3-4, phía Nam sáng có gió mạnh cấp 6, tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, riêng Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 9 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc, Đà Nẵng, Bình Thuận, sáng gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, vùng ven biển mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15. Phía Nam gió Tây Nam cấp 3-4, riêng Phú Yên, sáng có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.
Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, 4, riêng khu vực Kon Tum, Gia Lai, từ gần sáng gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.